Nga cảnh báo Ukraine muốn kéo Mỹ vào xung đột. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng Washington đang phớt lờ cảnh báo của Moscow về kế hoạch của Ukraine nhằm kích hoạt bom mẩn để đổ lỗi cho Nga. Trong một bài viết đăng tải trên mạng xã hội hôm 9 tháng 11, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết Moscow đang nỗ lực hết sức để khiến cộng đồng quốc tế hiểu rõ những cảnh báo của Nga về nguy cơ Ukraine dàn dựng một vụ sử dụng bom mẩn nhằm đổ lỗi cho Nga. Bom mẩn là loại vũ khí sử dụng thuốc nổ thông thường có tầm chất phóng xạ. Mặc dù bom mẩn không thể so sánh với đầu đạn hạt nhân về sức tàn phá, nhưng loại vũ khí này có thể phát tán một đám mây bức xạ với bán kính vài km sau khi phát nổ. Theo ông Antonov, Ukraine cũng đang xem xét một kịch bản thậm chí còn nguy hiểm hơn, đó là hành động khiêu khích một nhà máy điện hạt nhân. Kịch bản này có thể dẫn đến một sự cố tương tự thảm họa Chernobyl và Fukushima. Tuy nhiên, Washington đã phớt lờ những cảnh báo của chúng tôi, gọi đó là những tuyên bố sai sự thật và không có căn cứ. Đại sứ Nga nói thêm. Theo ông Antonov, Ukraine có kế hoạch kích hoạt một quả bom mẩn để dàn dựng việc Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Vì vậy, Kiev có thể giả vờ là nạn nhân, lôi kéo Mỹ và NATO can dự trực tiếp vào cuộc xung đột, đồng thời gài bẫy các cường quốc hạt nhân chống lại nhau. Nhà ngoại giao Nga cảnh báo. Ông Antonov cho biết Mỹ giả vờ rằng họ không nhìn thấy những xu hướng nguy hiểm này. Tháng trước, Nga cảnh báo các lực lượng Ukraine có thể đăng lên kế hoạch kích nổ bom mẩn trên chính lãnh thổ của mình để gây sợ hãi cho người dân địa phương, tạo ra làn sóng tị nạn sang EU, đồng thời đổ lỗi cho Moscow là khủng bố hạt nhân. Ukraine và các đồng minh, đối tác phương Tây đã bác bỏ cáo buộc của Moscow về việc sử dụng bom mẩn. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho rằng đây là cáo buộc vô lý và nguy hiểm. Phương Tây nhận định mối đe dọa hạt nhân ở Ukraine tăng lên gần đây, đặc biệt sau khi Nga cho sát nhập 4 vùng ly khai của Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 6 tháng 10 cảnh báo thế giới đang đối mặt với mối đe dọa hạt nhân lớn nhất kể từ năm 1962. Tổng thống Vladimir Putin ngụ ý có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu toàn vẹn lãnh thổ của Nga bị đe dọa. Tổng thống Ukraine cho rằng cảnh báo sử dụng vũ khí hạt nhân của ông Putin có lẽ không phải một lời nói suông mà có thể trở thành sự thật. Phát ngôn viên Điện Kremlin nói rằng, ở Nga, vũ khí hạt nhân chỉ được sử dụng dựa trên những cơ sở được nêu rõ trong học thuyết hạt nhân. Học thuyết hạt nhân hiện tại của Nga cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công hạt nhân nhắm vào lãnh thổ hoặc cơ sở hạ tầng của Nga, hoặc nếu sự tồn tại của nhà nước Nga bị đe dọa bởi vũ khí hạt nhân hoặc vũ khí thông thường. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo bất kỳ hành động nào của Nga nhằm sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine đều dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho Moscow. Tuy nhiên, ông nhận định nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công như vậy của Nga vẫn ở mức thấp. Chuyển sang phần tin quốc tế. Liên quan tới hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới New START giữa Nga và Mỹ, ngày hôm qua, Mỹ cho biết là nước này và Nga dự kiến sẽ sớm nhóm họp để thảo luận về khả năng nối lại hoạt động thanh sát trong khuôn khổ văn kiện quan trọng này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết, hai bên đã nhất trí rằng Ủy ban điều phối song phương sẽ nhóm họp trong tương lai gần, theo các điều khoản của Hiệp ước New START. Ông cũng bày tỏ hy vọng cuộc họp mang tính xây dựng. Tuy nhiên, quan chức này từ chối cho biết cụ thể thời gian và địa điểm diễn ra cuộc họp, dự kiến sẽ là lần nhóm họp đầu tiên của Ủy ban này kể từ tháng 10 năm ngoái. Washington khẳng định sẵn sàng duy trì các kênh liên lạc với Moscow, đặc biệt trong việc xử lý những vấn đề song phương quan trọng. Hồi đầu tháng 8, Nga đã thông báo tạm dừng hoạt động thanh sát của Mỹ với các địa điểm quân sự của Moscow theo khuôn khổ New START, khẳng định đây là phản ứng với việc Washington cản trở hoạt động thanh sát của Nga. Nga và Mỹ đã ký New START vào năm 2010 và tiếp tục gia hạn thêm 5 năm đến tháng 2 năm 2026, tính từ tháng 2 năm ngoái. Cho đến nay, hai nước cho phép lẫn nhau được thực hiện dưới 20 lần thanh sát mỗi năm trong khuôn khổ New START. Trở lại với cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ, hiện tại thì cuộc bầu cử đang đi đến hồi kết khi mà các cử tri đang bỏ những lá phiếu cuối cùng trước khi mà các điểm bầu cử đóng cửa. Rất nhiều cuộc khảo sát và mô hình dự báo đã được thực hiện, nhưng không ai có thể xác định được chính xác là đảng nào sẽ giành thắng lợi. Cuộc bầu cử này được cho là mang tính quyết định đến cán cân quyền lực trong chính trường Mỹ ít nhất là trong 2 năm tới. Mời quý vị cùng theo dõi phần phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại thủ đô Washington của Mỹ. Do chênh lệch múi giờ, các điểm bầu cử tại bờ đông đóng cửa vào lúc 20 giờ ngày 8 tháng 11, tức 8 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, trong khi cuộc bỏ phiếu tại các bang bờ Tây kết thúc muộn hơn, trong đó muộn nhất là bang Alaska chậm hơn 4 tiếng. Thống kê cho thấy 45 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm để bầu lại toàn bộ 435 ghế hạ nghị sĩ liên bang với nhiệm kỳ 2 năm, 35 trong tổng số 100 ghế thượng nghị sĩ liên bang nhiệm kỳ 6 năm.
Ngoài ra, các cử tri cũng bầu chọn 36 ghế thống đốc bang, 30 ghế tổng trưởng lý và 27 ghế tổng thư ký bang, hàng nghìn nghị sĩ cấp bang và quan chức địa phương. Theo giới quan sát, các khối cử tri nữ hoặc gốc Mỹ Latin đang đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định đảng nào giành chiến thắng mùa bầu cử năm nay. Tôi cho rằng quyền kiểm soát Hạ viện năm nay có thể sẽ thay đổi và có thể rơi vào tay Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, cục diện ở Thượng viện khá giằng co và tôi cho rằng Đảng Dân Chủ sẽ giữ được Thượng viện. Tôi hy vọng người dân sẽ bầu ra những người có trách nhiệm, am hiểu hiến pháp và luật pháp và làm những điều đúng đắn cho người dân Mỹ thay vì chính trị đảng phái. Dù kịch bản nào xảy ra, thì cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ có tác động lớn tới đường lối, chính sách của Mỹ trong 2 năm tới và thậm chí là cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Trong khi kết quả của cuộc bầu cử vẫn chưa ngã ngũ, thì chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang phải xoay sở để tìm giải pháp cho những bất ổn trong vấn đề việc làm, vốn là một hệ lụy của đại dịch COVID-19. 2.5 năm sau khi đại dịch bùng phát thì hàng triệu người đã bị mất việc, năng suất lao động giảm sút, hoạt động nhiều doanh nghiệp bị đứt gãy và giá cả leo thang. Theo số liệu mới đây của Bộ Lao động Mỹ, tính từ đầu năm đến nay, số người lao động phải nghỉ việc vì ốm ít nhất một tuần trung bình mỗi tháng tăng 630.000 người so với năm trước khi xảy ra đại dịch. Số lao động nghỉ việc ít nhất một tuần vì ốm hoặc phải chăm con ốm tăng 890.000 người trung bình mỗi tháng so với cùng thời điểm các năm trước khi xảy ra đại dịch như 2017, 2018, 2019. Còn theo nghiên cứu của các chuyên gia kinh tế Mỹ, khoảng nửa triệu lao động đã phải nghỉ việc hẳn do những di chứng dai dẳng sau khi mắc COVID-19. Có tới 1,1 triệu người vẫn chưa quay trở lại làm việc vì lo ngại mắc COVID-19. Tình trạng thiếu nhân lực lao động đã góp phần tạo thêm áp lực lên các chỉ số lương và lạm phát, một phần lý do khiến Ngân hàng Trung ương Mỹ Fed phải tăng lãi suất. Những tác động dai dẳng của COVID-19 đã buộc các doanh nghiệp phải thay đổi phương thức làm việc, duy trì trả lương thường xuyên cho số người lao động nhiều hơn để tránh đứt gãy hoạt động, gây ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh. Có thể thấy, mặc dù đại dịch COVID-19 đã bị đẩy lùi, song những tác động tiêu cực của nó vẫn đang ảnh hưởng đáng kể tới đời sống kinh tế của người dân Mỹ, đặc biệt là các gia đình có thu nhập thấp phải nghỉ việc không lương dài ngày. Giải quyết triệt để những hệ lụy của đại dịch vẫn là một thách thức đang tồn tại đối với chính quyền của Tổng thống Biden, trong bối cảnh số người bị tử vong vì COVID-19 trong tháng 8 và tháng 9 vừa qua đã lên tới hơn 3.200 người. Quang Huy, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đưa tin từ New York, Mỹ. Chuyển sang một số thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 ở Nhật Bản đang có xu hướng tăng nhanh trở lại, nhất là ở các tỉnh phía đông của nước này. Và nhiều chuyên gia y tế đã lên tiếng cảnh báo đây là dấu hiệu cho thấy Nhật Bản có thể đang bước vào làn sóng lây nhiễm mới nhất. Trong tuần đầu tháng 11, Nhật Bản ghi nhận thêm hơn 400.000 ca nhiễm mới, tăng khoảng 1,4 lần so với một tuần trước đó. Đáng chú ý, số ca nhiễm mới ở tất cả 47 tỉnh thành đều tăng so với một tuần trước đó, riêng thủ đô Tokyo tăng 137%. Theo các chuyên gia của chính phủ, trong quá khứ số ca nhiễm mới thường tăng trước khi làn sóng lây nhiễm mới bắt đầu. Vì vậy, đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy làn sóng lây nhiễm thứ 8 đang đến gần. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Fumio Kishida đã kêu gọi chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng các biến thể phụ của biến thể Omicron. Hiện Nhật Bản đã dừng chương trình tiêm phòng miễn phí cho người dân và chi phí bình quân để tiêm một liều vaccine COVID-19 là khoảng 9.600 yên, tương đương 66 đô la Mỹ. Sự gia tăng của số ca nhiễm mới trong những ngày gần đây là một dấu hiệu cho thấy Nhật Bản có thể đang bước vào làn sóng lây nhiễm mới của dịch COVID-19. Điều nguy hiểm là đợt bùng phát này có thể sẽ diễn ra song song với dịch cúm mùa, vốn thường xảy ra vào mùa đông ở Nhật Bản. Vì vậy, ngoài việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, giới chức Nhật Bản cần khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng dịch để hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm bệnh. Đào Thanh Tùng, phóng viên Thông tấn Việt Nam tại Tokyo. Ngày hôm qua, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đã quyết định lùi thời điểm phóng tàu vũ trụ Orion lên mặt trăng trong sứ mệnh Artemis 1 thêm một lần nữa. Quyết định được đưa ra là do quan ngại về tác động của bão nhiệt đới Nikon đang di chuyển về phía đông bang Florida.
Theo NASA, thời điểm phóng tàu vốn dự kiến diễn ra vào ngày 14 tháng 11 tới sẽ được lùi sang ngày 16 tháng 11. Đây là lần thứ tư NASA phải hoãn phóng tàu thăm dò mặt trăng vì những lý do bất khả kháng. NASA cho biết sứ mệnh Artemis 1 luôn đặt ưu tiên an toàn của nhân viên lên trên hết. Dự kiến ngày 16 tháng 11 tới khi bão tan sẽ là thời điểm thích hợp để tái khởi động sứ mệnh. Ngoài thời điểm ngày 16 tháng 11, NASA cũng đã có kế hoạch dự trù phóng tàu Orion lên mặt trăng vào ngày 19 tháng 11. Theo Trung tâm Dự báo Bão Quốc gia Mỹ, bão Nicole với sức gió hiện tại lên đến 100 km một giờ, có khả năng sẽ mạnh lên sau khi di chuyển vào đất liền. Nhà chức trách nước này cũng đã ban bố cảnh báo thời tiết nguy hiểm với gió giật mạnh gần trung tâm vũ trụ Kennedy, nơi chuẩn bị cho sứ mệnh Artemis 1. Artemis 1 là sứ mệnh đầu tiên trong chương trình thám hiểm mặt trăng của Mỹ sau nhiều năm và nhằm mục tiêu thử nghiệm khả năng sẵn sàng của hệ thống tên lửa và tàu vũ trụ trong việc đưa phi hành gia trở lại mặt trăng. Thưa quý vị, chấm dứt 40 kỳ quay thưởng không tìm được người trúng kể từ đầu tháng 8. Ngày hôm qua, thì nhà chức trách của Mỹ xác nhận là chỉ có duy nhất một vé trúng giải độc đắc xổ số Powerball kỷ lục trị giá tới 2,04 tỷ đô la Mỹ. Và chiếc vé may mắn này thì đã được bán ra tại cửa hàng Joy ở Altadena, bang California. Đây là người trúng giải độc đắc lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử xổ số Mỹ nhờ sở hữu vé có chuỗi số 10, 33, 41, 47, 56 và số Powerball là 10. Hiện chưa xác định được danh tính của chủ nhân chiếc vé. Người này có thể lựa chọn nhận một lần 997,5 triệu đô la Mỹ hoặc nhận toàn bộ số tiền trúng thưởng 2,04 tỷ đô la Mỹ trong 29 năm. Sau khi kiểm tra, danh tính của người chiến thắng có thể được công bố. California là một trong nhiều tiểu bang yêu cầu công khai danh tính của người trúng số. Bên cạnh đó, ông Joseph Chehayet, chủ sở hữu của trạm xăng và cửa hàng tiện lợi bán ra tấm vé số hôm 8 tháng 11, cũng được trao một tờ séc trị giá 1 triệu đô la Mỹ.